Từ tháng 6 năm 2020, chuối Việt Nam mang thương hiệu Lopan Banana đã chính thức được bày bán trong hệ thống siêu thị của Lotte Mart. Đây là sự xuất hiện chính thức lần đầu tiên của chuối Việt Nam tại thị trường bán lẻ Hàn Quốc do công ty Lotte Mart phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Trước đó, từ năm 2014, chuối Việt Nam đã bắt đầu được xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, chỉ mang tính chất thử nghiệm, thăm dò thị trường nên chuối Việt Nam thời điểm đó chưa được đưa vào các hệ thống siêu thị lớn như Lotte Mart. Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu chuối của Việt Nam sang Hàn Quốc có sự chuyển biến đáng kể. Nếu như năm 2015, Việt Nam chỉ xuất được khoảng 180 tấn chuối với giá trị 132.000 đô la Mỹ, thì đến hết năm 2019, khối lượng xuất khẩu đã tăng lên 6.685 tấn, đạt 4,2 triệu đô la Mỹ. Có được kết quả tích cực trên là trong thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp Hàn Quốc và thương vụ nghiên cứu cải thiện giống chuối, quy trình trồng, thu hoạch, bảo quản và đóng gói sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người Hàn Quốc. Với năng lực vượt trội về hệ thống phân phối và kinh nghiệm quản lý chất lượng của Lotte Mart, thương hiệu Lopan Banana của Việt Nam chắc chắn sẽ chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Hàn Quốc. Chuối Lopan Banana được trồng trên vùng cao nguyên tại xã Lopan, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, có độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, vỏ dày có độ ngọt gấp 1 đến 2 lần so với sản phẩm cùng loại. Giá bán có tính cạnh tranh cao, loại 1,2 kg là 3.980 won. Dự kiến Lotte Mart sẽ nhập khoảng 1.600 tấn một năm, một tuần 2 container 31 tấn để phân phối qua 81 đại siêu thị trên toàn Hàn Quốc. Với quy mô nhập khẩu chuối trên 300 triệu đô la Mỹ một năm, chuối là mặt hàng Việt Nam có nhiều dư địa để cải thiện và gia tăng thị phần tại Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lotte Mart và các nhà phân phối khác để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng trên vào thị trường Hàn Quốc. Hàn Quốc là thị trường có sức mua lớn, dân số trên 51 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 33.400 đô la Mỹ một người một năm, đứng thứ 26 thế giới. Hàn Quốc là nước có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông sản, thực phẩm cho tiêu thụ trong nước rất cao. Trong đó, nhiều nhất là các nhóm sản phẩm thủy hải sản, rau củ và trái cây. Trung bình mỗi người Hàn Quốc tiêu dùng khoảng 65 kg trái cây mỗi năm. Các loại trái cây được ưa chuộng tại Hàn Quốc là chuối, cà chua, dưa hấu, dâu, nho, nhưng sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu. Đặc biệt là chuối sản phẩm Hàn Quốc phải nhập gần như 100% do điều kiện canh tác không thuận lợi. Các quốc gia xuất khẩu chuối vào Hàn Quốc nhiều nhất là Philippines 78,6%, Ecuador 7,7%, Guatemala 5,2%, Peru 5%, Mexico 1,6% và Việt Nam 1,4%.